Rồi, xin chào anh em, tiếp tục chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube bên Kim Bảo Audio. Em là Trần Trung, hôm nay tiếp tục chia sẻ cho anh em hàng về FX60, FX70. Đa phần video nào lên em cũng nói ha, video nào lên em cũng nói những con như thế này, FX60 này, FX70 này, là những con này nó không có hàng chính hãng đâu anh em. Tới thì bây giờ một số anh em vẫn gọi điện cho em hỏi là có FX60, FX70 hàng chính hãng hay không, thì em trả lời luôn là không, những con này nó chỉ có hàng loại một thôi anh em, không có hàng chính hãng đâu. Còn anh em nghe nào bên đơn vị nào nói con này chính hãng là báo sai rồi nha, không có hàng chính hãng đâu FX70. Và có một cái nữa thì con FX60 này nè, FX60 này nó không có revert nha anh em, nó không có revert, nó có echo không, echo không thôi. Còn con FX70 nó mới có, FX70 nó có, nó chỉ mắc hơn tầm khoảng 100 ngàn thôi này, tùy theo anh em nha. FX60 đây, mở cho anh em xem, con này chỉ có hàng loại một thôi. Trong thùng mở ra thì nó sẽ có cho anh em là điều khiển nè, điều khiển nè, dây nguồn nè, một cái sách hướng dẫn sử dụng, nhưng mà đa phần chắc không dùng, pin điều khiển, tua vít điều chỉnh. Con FX60 đây, hàng chủng loại một cho anh em, cần tham khảo thì có thể nhắn em số điện thoại ghi trên màn hình nha. Đó, hoặc là gọi điện trực tiếp cho anh em cũng được, số điện thoại thì có Zalo. Đây, FX60 đây, dưới đây, trước mặt sau, cách nhận biết hàng loại một thì em làm rất là nhiều rồi, anh em phải ý cái anten bự nè ha. Đó, và nút bự đây, một số cái con khác á thì nút nó sẽ giống cái nút chống hú này nè, nó nhỏ nhỏ tròn tròn chắc chắn như này nè. Đó, đây phía trước này nó có cái chữ chữ revert đây, nó có chữ revert đây, nhưng mà nó không có revert đâu nha anh em, lưu ý FX60 không có revert, FX60, FX70 em về hai con này đều là hàng loại một, không có hàng chính hãng nha. Cái cổng vào thì đầy đủ Bluetooth, cổng quang hay là USB, có đầy đủ, có chống hú luôn nha. Cổng bít mặt trước đây và cổng bít mặt sau đây, hai cái đồng cổng bít mặt sau. Con này thì nó sẽ có red out, có livestream cho anh em nè. FX60 nó có livestream, có red out cho anh em nha. Có remote điều khiển. Rồi, qua cho giới thiệu sơ cho anh em con FX70. Đây. Con FX70 này thì nó có revert, em muốn hát revert nhiều thì có thể sử dụng con này. Nó tầm khoảng 1 triệu mốt, 1 triệu 2 một con anh em nha. Tầm khoảng đó, còn chính xác thì anh em có thể nhắn em. Tại vì tùy theo cái thời điểm em nhập hàng về thì không có giá chính xác được thời điểm hiện tại đâu. Ví dụ thời điểm hiện tại thì em về được như đây, nó mắc hơn 50.000 thì bắt buộc em phải bán cho anh em mắc hơn 50.000 đúng không? Đó, về rẻ hơn 50.000 thì em bán rẻ cho anh em hơn 50.000 đúng không? Chứ để không có nhiều, tầm khoảng 1 triệu mốt, 1 triệu 2 nha anh em. FX70 đây. Con FX70 nó sẽ có revert cho anh em nè. Revert đây, revert time, revert revert đây, âm lượng revert đây. Và nó có remote điều khiển luôn, nó có tích hợp thêm 3 chế độ cho anh em. 3 chế độ này là đã cân chỉnh sẵn, còn anh em muốn cân chỉnh thì vẫn được nha. Anh em ấn vô KTV3 nè, xong cái cân chỉnh ở đây. Xong ấn KTV2, cân chỉnh đây, cân chỉnh xong nó sẽ tự động lưu lại, đúng không? Có chống hú ở đây. Hiện tại hai con chỉ có màu đen thôi anh em, không có màu trắng đâu. Đây, con này nó cũng có cổng red out cho anh em nè, cổng livestream nè. Red out và có đầy đủ anten, Bluetooth cũng quen, có chống hú đầy đủ. Đó, một trong hai con, anh em cần tham khảo con nào thì nhắn em, giá rất là mềm. Tầm khoảng 1 triệu mốt, 1 triệu 2 mà sở hữu những con này nè, rất là chất lượng. Tại vì nó là hàng mang tiếng là hàng loại 1 anh em, hàng loại 1. Nên giá nó mềm, còn những con hàng của hãng á, thì đánh thêm giá của hãng nữa, giá thương hiệu âm thanh nữa thì nó sẽ cao hơn. Đó, nói về chất âm á, thì những con này khá là ok, khá là chất lượng với tầm giá này. Nhưng nếu như những con này mà giá của hãng á, bán còn phải tầm 2 triệu, 2 triệu hơn anh em. Đó, em hứa luôn, đúng không? Tầm nếu như mà nó mang thêm thương hiệu của hãng nữa thì bán rất là cao. Còn những con này hàng loại 1, hàng nhái đó, chính xác là hàng nhái đó, thì giá nó mềm, giá nó mềm, em bán những con này cũng lãi không có bao nhiêu. Bán giao hưu lưu cho anh em lại mấy con này tất được 50.000, 100.000, chả bao nhiêu hết. Đó, nhiều khi anh em mà xui xui em bị bom hàng cái em lỗ luôn tiền cước. Đó, anh em còn tham khảo thì nhắn em ha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.